Sản phẩm mới, công thức mới, gel trị nám cao cấp của MD7. Với công thức mới, tăng độ đậm đặc lên đến 300%. Chỉ dùng dược liệu thiên nhiên, alpha arbutin được chiết xuất từ trái cây như cranberry, blueberry, v.v. Với công thức mới này sẽ giúp cho làn da quý vị không còn nám, đồi mồi, tàn nhang trong thời gian ngắn nhất. Kính chào quý khán thính giả, hôm nay Thảo Vân đến với chương trình tài trợ bởi công ty MD7, là một công ty hàng đầu về sản phẩm skincare. Và hôm nay đến với chương trình là Hy Nguyễn và Bích Đài. Xin được chào hai bạn. Huy xin kính chào quý khán giả đã đến với chương trình làm đẹp với MD7 ngày hôm nay. Chương trình này chúng ta sẽ nói về vấn đề nám. Nám là một trong những vấn đề làm cho chúng ta có nhiều lo và trở ngại hàng ngày. Và nám nó có hai loại, nám từ trong cơ thể và nám bên ngoài. Thì bây giờ em xin mời chị Thảo Vân nói về vấn đề nám từ bên trong. Thế nói nên nám từ bên trong là có lẽ là Thảo Vân có nhiều kinh nghiệm nhất. Nám từ bên trong là bắt đầu xuất phát từ bên trong là mình thay đổi hormone. Những người mà uống thuốc ngừa thai lâu năm hoặc là mới sanh đẻ xong, một cái vấn đề là bây giờ mình đang làm bị đó là tiền mãn kinh. Mình stress, không ăn ngủ được, suy nghĩ lo lắng quá đáng thì nó cũng có thể gây ra nám. Và cái nám từ bên trong nó có phải là cái nám kiểu di truyền không chị? Cái này là không. Dạ. Yeah. Nếu mà di truyền thì mẹ của Vân đẹp lắm á, da mà đẹp hơn Vân nhiều, đâu có phải là nám như Vân bây giờ. Vậy thì bây giờ Đài xin trả lời cái vấn đề nám từ bên ngoài phát xuất từ đâu? Em biết á, nám từ bên ngoài nó có rất là nhiều nguyên nhân, nhưng mà cái nguyên nhân chủ yếu nhất á là mình không có xài kem chống nắng, hoặc là mình xài những cái loại kem chống nắng nó có cái độ SPF quá cao. Bên cạnh đó, ví dụ như là mình tiếp xúc với những cái hơi nóng hay ánh nắng mặt trời khoảng từ 11 giờ trưa cho tới 4 giờ chiều á, đây là cái lúc mà cái hơi ánh nắng mặt trời nó mạnh nhất. Ngoài ra mà ví dụ như mình đi xông hơi hay là mình bắn tia laser hoặc là tiếp xúc với những cái hóa chất như hầu hết như làm nail á, thì nó cũng ảnh hưởng rất nhiều tới cái da mặt của mình, dễ làm cho mình nám nhiều. Và bây giờ thì chúng ta có những câu hỏi từ những khách hàng hỏi tới công ty và gửi email tới công ty để hỏi về những vấn đề về nám. Thì đây là một trong những câu hỏi rất là thường, đó là họ xài laser qua và sau một thời gian ngắn thì cái laser nó xong không xài nữa thì nó bị đen hơn, đậm hơn. Thì chị Vân giúp cho em câu trả lời này. Thực ra nó có vấn đề này là hai mặt. Laser bây giờ là chưa có hoàn toàn tốt cho da người Á Đông. Laser của chúng ta bây giờ thị trường cũng như là Thảo Vân được biết rằng nó đang nghiêng về người Mỹ trắng hơi nhiều. Làn da của Mỹ trắng, nếu ai đã từng đi laser qua một lần, đều có một làn da tươi sáng, trẻ, đẹp hơn. Nhưng mà những người Á Đông của mình để mà trị nám bằng laser thì bây giờ chưa phải. Mai mốt này sẽ có, nhưng mà bây giờ thì Thảo Vân là chưa thấy. Nhưng sau đó mình đã dùng laser mà dùng trên làn da Á Đông của mình, nó sẽ bị cháy sáng, sạm lại. Hoặc là mình sau khi laser mình không chịu take care da mình cho kỹ. Giống như đi ra ngoài đường thì làm ơn chịu khó đánh sunblock. Cũng giống như là sau những buổi tối mình cũng phải có những cái loại kem mà brightening, những cái serum để giúp cho mình qua đêm, để cho sáng cho mình nó giữ, cho mình trắng cái da hoài. Và vết nám nó mới đi được. Mình không làm những cái điều kiện đó ra thì đương nhiên là laser nó không hữu ích gì cho đời sống của mình. Và nhất là làn da của Á Đông của mình bây giờ chưa nên dùng tới laser để làm trị nám. Câu hỏi kế tiếp của khách hàng chính là dùng loại kem nào để chữa cái nám tốt nhất? Đài trả lời giùm anh. Thông thường á, cái làn da châu Á của mình á, giống như khi mà mình trị nám mình đòi hỏi phải nó kỹ hơn, nó nhiều thời gian hơn. Tại vì cái da của người châu Á mình á, giống như nó hầu hết là da nhạy cảm hoặc là cái da nó dễ mỏng. Cho nên mình nên chọn những cái loại sản phẩm á, mà nó có chiết xuất từ ví dụ như là vitamin A, vitamin C, E, là giống như là những cái chất chua từ những cái trái cây đó. Hoặc bên cạnh đó, hoặc là những cái sản phẩm nó có chứa cái chất arbutin, là những là cái chất mà nó chiết xuất từ những cái cây berry á. Đây là những cái chất an toàn cho mình sử dụng. Ngoài ra ví dụ như là nhân sâm, cam thảo, trà xanh, nếu mà những cái sản phẩm có những cái chất đó đó thì nó đều an toàn cho mình sử dụng. Mình nói là tự nhiên đó. Những đúng rồi, những cái sản phẩm chiết xuất từ thiên nhiên á đều an toàn cho mình sử dụng kỹ về nám. Và thường thì trị nám cỡ bao lâu mới hết? Trung bình mình trị nám thường là đi từ 1 cho tới 3 tháng. Đó là ít nhất từ 1 cho tới 3 tháng. Ngoài ra khi mà mình xài về những cái sản phẩm trị nám á, mình không nên xài những cái chất như ví dụ như là hydroquinone, là những cái chất làm tẩy làm sáng da, hoặc là những chất mercury thủy ngân, thì nó đều không tốt cho cái da của mình. Nhiều người khách hàng có hỏi là kem chống nắng trên thị trường rất là nhiều, nhưng mà cái loại kem chống nắng nào tốt nhất
lại là SPF là bao nhiêu, nồng độ cỡ bao nhiêu thì nó tốt cho làn da. Theo mà thì hiểu biết của Vân á, là ít nhất là 15 và là già nhất á, là 45. Đó là bên FDA của mình có cái ấn định là như vậy. Nhưng mà đối với Thảo Vân là nhưng giống như chính bản thân Vân những năm về trước khi không hiểu biết về sản phẩm, cứ đi tìm những độ nào càng cao càng lớn thì mình mới nhào vô mình mua. Nó lên tới 90 và thậm chí là 100 luôn. Mình nghĩ đó là nó sẽ giúp cho và chống nắng cho thật tốt. Thì cái đó là một sự hiểu lầm rất rất là to lớn. Nhưng mà khi mình biết về sản phẩm rồi thì chỉ cần loại kem tốt, đủ chất lượng, tự nhiên thì nồng độ cao không thành vấn đề nữa. Và chính phủ Mỹ đã bắt đầu từ trên 45 là họ ngăn cấm liền, dưới 45 thì họ cho phép. Nhưng mà đối với Thảo Vân bây giờ mà muốn đi chọn một cái độ để chống nắng cỡ nào thì tùy theo loại da và theo hãng sản xuất. Nhưng mà có lẽ vấn đề này thì hỏi Bích Đài thì chắc ăn hơn ha. Yeah. Thường thì theo em thì kem chống nắng mình nên xài khoảng cỡ từ SPF 30 là được rồi, tại vì cái đó là an toàn cho mình sử dụng hơn. Còn nếu mà nó quá cao á thì nếu mà mình sử dụng những cái kem chống nắng nào mà cái độ SPF quá cao, nó sẽ làm cho cái da của mình nó bị nhờn, thì thành ra nó dễ bị nổi mụn hơn, hoặc là nó cũng nhiều khi nó cũng nắm cho, làm cho mình cái nám nó đậm hơn hoặc là nhiều hơn. Cái đó nó xảy ra đối với Vân là độ cao quá nên nó block kỹ quá. Nó lock kỹ quá rồi đến lúc mà mình không reapply lại, đâm ra mình cảm thấy nó bị dơ trong đó mà mình không chịu rửa sạch hay là không take care thì nó độ nám nó sẽ trở lại. Đúng yeah. Yeah. Thì sẵn đây thì hỏi Đà luôn thêm một câu hỏi nữa. Có cái kem chống nắng nó có hai loại, một loại là hóa chất, một loại là vật lý. Đà có thể giải thích một tí xíu về vấn đề đó cho khách hàng. Thường thì mình sẽ xài những cái loại kem chống nắng vật lý thì nó tốt hơn những cái loại xoài lại những cái kem chống nắng hóa chất nhiều hơn. Có một người họ nói họ sinh con, trong thời gian sinh con thì họ bị nám rất là lâu mà càng ngày nó càng nhiều, thì bây giờ họ hỏi là mình phải làm như thế nào, sử dụng sản phẩm ra sao, thì chị Vân có thể giúp em câu đó không? Nếu mà nói mà sinh con mà bị nám thì thường phụ nữ của mình nó chiếm đa số, hình như là 10 người mà đi có baby á là mình bị hết tới 3 tới 4 người. Yeah. Đó là nám nặng. Còn nám nhẹ thì nó có thể lên tới 7-8 người rồi. Thì những có những người mà chính bản thân Vân cũng bị thời gian đó, thì Vân mới dùng những sản phẩm tự nhiên. Mình chỉ dùng chanh mà Vân đã làm cho bớt nám. Thì mình biết rằng chế độ tự nhiên cần phải có. Nhưng mà Bích Đài có thể nói thêm vấn đề này. Nếu mà mình dùng những cái sản phẩm mà giống như em đã nói á, nếu mà nó có cái chất, cái chứa chất arbutin á, là chiết xuất từ những cái cranberry, những cái chất tự nhiên á, thì nó giúp cho cái da của mình nó sáng, nó khỏe hơn. Cho nên mình xài mấy cái đó nó an toàn tuyệt đối cho cái nhưng da mà phải làm liền, xài liền nha. Đừng có để nó qua cái thời kỳ develop của những người đàn bà mà mới sanh xong đó, thì cái nám nó xít, giống như nó xít vô, mình chửi nó lâu hơn. Nếu mà ai mà vừa mới sanh đẻ xong mà cảm thấy mà mặt mình bị nám, bị đọng thì nên xài liền. Xài liền, và cái cách sử dụng của sản phẩm thì cũng phải take time cỡ 1-2 tháng trở lên. 1-2 tháng trở lên, thông thường thì nhiều khi tệ lắm cũng phải từ 3-4 tháng mình mới thấy kết quả. Chứ mình nếu mà mình nôn á, mình mà cứ nôn rồi hết nám á, thì giống như nó ảnh hưởng tới cái tâm lý của mình, cho nên mình thấy nó lâu rồi, cho nên nó không có tốt cho mình, cho nên mình phải kiên nhẫn lên thì cái hiệu quả nó cao hơn. Khách hàng này có sử dụng rất là nhiều sản phẩm trên thị trường về trị nám, họ sử dụng rất là nhiều, có một thời gian thì nó mờ đi tí xíu, nhưng mà khi sau khi họ dừng sử dụng á thì cái nám nó lại nổi lên đậm hơn. Thì họ muốn biết là như thế nào, là có thể giải thích không? Khi mà mình sử dụng những cái sản phẩm mà nó có chứa những cái hóa chất mà giống như nó tẩy, nó lột da, thì khi mà mình xài một thời gian á, mà khi mà mình ngưng sử dụng á, thì tất nhiên á, là cái nám nó sẽ trồi lại nhiều hơn so với trước đây. Cái đó là cái tình trạng tâm lý của mọi người. Lúc mà mình xài nám mà mình muốn cho nó hết liền, nó hết nhanh. Giống như chính bản thân Thảo Vân là muốn cho hết liền đi laser rồi nó lại bị phản ứng ngược lại. Đúng rồi chứ bạn. Họ làm họ muốn lột liền, họ muốn sáng liền, thì trong vòng 1-2 tuần thấy da sáng choang à, thì họ bảo là wow, sản phẩm nó tốt, hay là phần sản phẩm nó work trên mình. Nhưng mà thực sự cái đó không phải. Đúng rồi. Về vấn đề tâm lý thôi. Yeah. Thì thật sự mà nói thì những người xài sản phẩm như vậy theo Huy biết là nó không có trị tận gốc,
nó không chịu bên dưới làn da cho nên nó nổi lên lại, có đúng không? Đúng rồi, mà thậm chí nhiều khi nó nổi lên nó còn nổi nhiều hơn cái lúc trước khi mà mình xài nữa. Thì khi mà như vậy á thì mình, một á là mình khó chữa trị, với hai á là nhiều khi mặc dù cái sản phẩm nó có tốt tới đâu á, mình xài nó cũng khó bớt nhanh lắm. Cho nên những cái mà như bắn laser đó thì mình nên hạn chế sử dụng những cái đó. Những cái sản phẩm lọc da đó là không nên sử dụng nhiều. Đúng rồi. Thì khi mà bị nặng hơn thì khỏi chữa rất là lâu. Đúng không? Ok. Và kế tiếp là câu hỏi của những người làm nail. Họ nói là họ làm dưới những ánh đèn rất là nhiều, và ánh sáng có những khi mà họ nấu nướng gần những cái sức nóng á, cái nám của họ nổi lên thì họ phải như thế nào? Thì chị Vân có thể cho em câu trả lời. Nói đến làm nail mà bắt đầu dưới sức nóng. Yeah. Cái này là dưới đèn. Yeah. Đèn. Bạn ơi, bây giờ làm nail chúng ta không xài những cái loại đèn đó nữa rồi. Nhưng mà cho Thảo Vân được nói rằng đương nhiên là mình bị cháy xém thì đương nhiên sẽ có mụn đậm, melanin nó bắt đầu nó nổi lên và nó đọng cục lại. Khi đọng cục chắc lại thì những sản phẩm, bây giờ chẳng lẽ mình nói là công ty MD7 của mình có sẵn những sản phẩm tất cả đều là tự nhiên, đều là tốt hết. Chính bản thân Vân đã xài rất là nhiều, là Thảo Vân dùng chanh nè, dùng như là cranberry như em nói nè, mình dùng luôn cả củ huệ để mình làm. Nhưng you guys hay là chúng ta có đủ kiên nhẫn để xài những sản phẩm đó mỗi ngày hay không? Mình phải làm tươi. Thì có những hãng nó bào chế bằng sản phẩm tươi và tự nhiên thì mình xài mình mới an tâm được. Và bây giờ nếu mà nói đến nail sức nóng không còn nữa, mình nói đến nail mình phải nói là chemical. Đúng rồi, chemical, xin lỗi em hỏi thiếu. Chẳng hạn như là chemical thì sử dụng cái gì, làm cái gì để cho cái nám của mình nó không bị nữa? Cho nó mát. Dạ. Yeah. Và sản phẩm mát của công ty MD7 có lẽ là tư vấn của công ty trả lời chắc anh hơn. Hầu hết là những cái sản phẩm của MD7 của mình á, là dành cho làn da Á Đông. Đặc biệt á, là cái làn da nhạy cảm cũng có thể đều sử dụng được hết. Tại vì mình không có chứa hóa chất, không có chứa mùi thơm. Với đồng thời là những cái thành phần trong đó là chiết xuất từ thiên nhiên, thì thành ra rất an toàn cho mình sử dụng. Và hơn nữa, Thảo Vân được biết rằng công ty MD7 nó một cái là nó bảo vệ thật chắc và thật cứng cho mình tiếp xúc với lại một loại chemical khác ngoài loại kem của mình. Và theo em biết là chẳng hạn như sức kem chống nắng để đừng có bị nám, mình bị hư da đó, thì sức trong vòng 2-3 tiếng thì nó hết hiệu quả. Thì chẳng hạn như là những người mà làm như vậy, họ có make up lên sau khi họ bỏ cái kem chống nắng thì họ sử dụng cái gì để cho như là thấy cái kem chống nắng đó? Đối với những người mà đã sử dụng make up thì mình nên lựa chọn những cái sản phẩm mà có chứa SPF và chứa chất chống nắng ở trong đó. Ví dụ như công ty của MD7 á, thì mình có cái BB Beauty Balm, đó là cái SPF 30. Thì mình có thể xài cái đó, hoặc là mình có cái sản phẩm Silky Two Way Foundation, là nó có chứa SPF 20, đồng thời nó có chứa kim cương ở trong đó, những cái hạt kim cương mà họ nghiền mịn ra đó, để nó chống lại những cái ánh nắng. Bây giờ câu hỏi kế tiếp, đây là một câu hỏi cũng rất là hay. Tôi sử dụng kem trộn để chữa nám và làm cho da mặt nó đẹp, mà khi sau khi sử dụng một thời gian á thì da nó rất là tệ. Đừng có nhìn Vân nha. Nhìn cái tự nhiên cứ mỗi lần mà Huy quay qua ngó Vân là kiếm mình trả lời là hơi sợ sợ. Nếu mà nói đến kem trộn nữa là như vậy, thành phần nó có gì và trộn hóa chất nào nó có phản ứng với nhau hay không, chúng mình không biết. Thì đúng rồi. Mình không có hiểu vấn đề là chất này chất kia trộn vô nó sẽ ra sao. Có thể là xài mới ban đầu thì nó hết đó, nhưng mà một vài tháng sau nó lại ngược trở lại. Thì mình không thể nào biết cách chữa được, là tại vì nó là cái gì mình không biết để mình chữa. Cái đó mới là cái mà Thảo Vân lo lắng nhiều nhất khi mình xài kem trộn. Mà cũng đồng thời cái em được biết là khi mà họ xài những cái kem trộn á, họ rất thích là cái khi mà mình xài vô cái da mình ngày hôm sau nó rất là mịn, mình rờ nó mềm, mình thấy cái da mình nó trắng nó hồng. Cho nên vì vậy cho nên họ nghĩ cái loại kem đó là tốt. Đúng. Nhưng mà em cũng không nghĩ là cái kem trộn thì nó tốt cho cái da của mình. Không phải, tại vì Thảo Vân đã được xài rồi. Tại vì bản thân mình là bị nám, mà nám rất là nặng, và đã từng xài kem trộn rồi, thì mình được biết rằng khi mà bắt đầu mình quay ngược trở lại để mình sửa đó, mình chữa lại, mình treatment lại cái da của mình thì trễ rồi. Là tại vì thành phần kem trộn ở trong đó có những gì không ai biết. Và không mình lấy cái gốc ra để mình chữa trị được. Cái đó mới là cái vấn đề mà chúng ta phải cẩn thận khi dùng những kem trộn. Đúng rồi. Nói chung là không nên xài những sản phẩm không có tên tuổi và sản phẩm nó có hóa chất quá nhiều. Không biết, nó không rõ nguồn gốc luôn. Okay. Rồi vậy bây giờ câu hỏi kế tiếp là có một người khách họ nói là họ
bắt đầu thấy cái da mình bắt đầu sạm nám, thì mà cái da của họ rất là nhạy cảm, họ hỏi xài cái sản phẩm nào tốt nhất cho cái da của họ, xài chẳng hạn như sản phẩm của công ty MB7 thì Đài có recommend gì? Nếu mà cái da của họ có nám, có tàn nhang hay nhạy cảm á, thì công ty MD7 á, nó có một cái loại sản phẩm đó là cái Advanced Pigment Control. Thì cái chai này á, là nó hầu hết của nó thành phần là từ thiên nhiên, từ arbutin, những cái cây berry, mà nó trị nám mà giống như hiệu quả gấp 3 lần so với những cái sản phẩm thông thường khác. Tại vì những cái thành phần ở trong đó nó rất là tốt cho cái da của mình, với nó an toàn, nó sử dụng nữa. Cho nên theo em nghĩ á, thì cái Advanced Pigment là tốt nhất cho cái da của mình. Khi họ sử dụng cái sản phẩm kem chống nắng của công ty MD7, họ sử dụng những cái sản phẩm nào chung với cái sản phẩm đó hay là chỉ xài một thứ thôi? Khi mà mình ý qua là xài cái kem chống nắng của MD7 luôn đó phải không? Xài coi như là xài trọn bộ, là những cái sản phẩm, nói chung là những cái sản phẩm basic cần thiết á. Nếu mà cái basic cần thiết á, thì MD7 nó có là cái Brightening Exfoliant Powder, là nó chiết xuất từ những cái trà xanh, cam thảo, rồi bột bắp nó giúp cái da của mình nó sáng, nó mịn hơn. Rồi Advanced Control Serum á, thì nó giúp giảm cái sắc tố da, mờ những cái vết thâm trên cái da của mình. Rồi cái quan trọng nhất á, là cái Advanced Pigment, đó là cái trị cho nám, rồi mồi tàn nhang. Rồi sau đó mới là cái kem chống nắng của MD7. Thì cái kem chống nắng của MD7 á, là nó vừa chống được tia UVA, UVB, đồng thời nó giúp cho cái da của mình sáng hơn, mà nó không làm cho cái da của mình bị bóng nhờn á. Tại vì em biết một số sản phẩm kem chống nắng á, thì khi mình đánh lên, mình thoa lên á, thì nó làm cho cái da mặt của mình một thời gian á, nó rất là bóng, đúng không chị Vân? Dạ, thì em biết là một số sản phẩm nó giống vậy nha. Nói chung là những kem mà mình đánh thường xưa ở ngoài bên kia là nó đều bóng cả. Yeah. Nhưng mà đối với Thảo Vân là thích của công ty MD7 là đánh lên mặt nó sáng. Đúng tại rồi. Thành ra mình đang là xài loại kem này. Cho Thảo Vân nói ngồi một chút xíu là Pigment Control. Pigment Gel và Control Serum. Pigment Gel. Pigment Gel phải không? Yeah. Tại vì khi mà xài thì Thảo Vân chỉ có hai thứ đó, là một cái xài trước, một cái xài sau. Dạ đúng rồi. Khi mà Thảo Vân xài loại kem này thì bắt đầu Thảo Vân mới thấy rằng những cái nám của mình nó không tụ lại nữa, mà tự động nó giãn ra. Khi nó giãn ra nhẹ 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 như vậy thì em cứ thấy là cũng là một cái mực đó, lúc nó giãn ra thì em thấy nó lợt hơn. Lợt hơn mà nhẹ nhẹ. Và chính bản thân của Thảo Vân là cái da của Thảo Vân đang từ từ sáng lên. Và hy vọng rằng mấy tháng nữa là không còn nám nữa. Yeah. Đúng rồi. Tại vì cái đồ của MD7, những cái serum á, là nó điều trị sâu, được điều trị đặc biệt sâu với làn da của mình, rồi nó đi ngược trở lại lên. Cho nên nó sẽ hơi chậm một chút xíu, mình kiên nhẫn mình xài á, thì mình sẽ không bao giờ bị nám lại nữa. Đúng rồi. Thì Huy xin hỏi thêm vấn đề cho Đài. Cái pigment gel nó trị ở đâu? Còn cái control serum nó trị ở đâu? Trong hai cái sản phẩm đó, trên cái làn da bị nám. Hầu hết hai cái sản phẩm này á, là mình đều xài cho nguyên cái mặt của mình hết. Tại vì có một số người họ cứ nghĩ á, nếu mà mình bị nám á, thì mình chỉ xài cho những cái vùng da bị nám thôi, thì đó là không có đúng. Tại vì khi mà mình xài á, mình muốn cái da của mình nó đều màu, mà nó đều màu với nó hết nám chung luôn, thì cho nên mình đều xài hết nguyên trên mặt. Thì câu hỏi kế tiếp á, là cái nám của một người phụ nữ, họ nói là lúc nó đậm, lúc nó lợt, là tại vì sao? Cái này cũng tùy theo của từng người nó. Ví dụ như tới mình bị stress, mình thiếu ngủ, hay là tới những cái thời kỳ kinh nguyệt của phụ nữ á, nó đều cũng có thể ảnh hưởng tới cái loại nám của mình. Hoặc là ví dụ như trong mùa hè đi, nó nóng, thì khi nóng á, là những cái sắc tố melanin nó tăng lên hơn, nó tăng nhiều lên hơn, thì mình nhìn cái da của mình nhiều khi mình thấy nó sạm hơn, hoặc là cái nám nó đậm hơn so với cái mùa đông. Cái câu hỏi này là họ hỏi tôi uống collagen có làm giảm nám hay không? Nói cái vấn đề này là vấn đề nữa, là tại vì bản thân mình cũng là kinh nghiệm luôn. Collagen hay bất cứ supplement nào mà để cho mình uống mà mình có thể mình nói là không collagen, mà Thảo Vân còn nghe nhiều cái quảng cáo bên ngoài để cho nó giảm bớt nám, hoặc là uống nước mát, người ta nói là nám từ trong gan, nám ra. Nó có thể giảm, nhưng mình phải đi đôi với lại sự xài kem, chứ không phải là chỉ uống những cái loại thuốc đó hay là những cái loại supplement đó mà mình nó sẽ giảm được nám. Không, mình phải đi đôi.
uống nước nhiều, vitamin C uống cho nhiều vô hoặc là làm ấy, thì lúc đó mình mới giảm. Chứ còn mà uống một mình nó không thì sẽ không giảm được. Đúng rồi. Đã có bổ sung gì không? Theo em cũng đồng ý với chị Thảo Vân vậy á. Tại vì hầu hết ví dụ như mình cứ nghĩ là mình uống cái gì vô á thì tự nó hết nám từ bên trong, nhưng mà không phải vậy. Mình phải kết hợp từ trong lẫn bên ngoài á thì cái hiệu quả nó cao hơn. Có một người hỏi là họ sử dụng những cái sản phẩm của Hàn Quốc và của người Pháp, nhưng mà cái bộ nám của họ không bao giờ giảm. Nó giảm rất là ít, xong sau đó thì nó lại nổi lên tiếp. Giống như mình được biết á, là Hàn Quốc á, là nó ở cái xứ lạnh, nó cũng là trong cái khối châu Á của mình. Việt Nam mình cũng vậy, nhưng mà Việt Nam mình nó ở cái xứ nhiệt đới, còn Hàn Quốc á, thì nó ở cái xứ lạnh hơn. Thì thành ra hai bên á, cái da của mình nó cũng đều có cái sắc tố ở trong hết. Nhưng mà với cái xứ lạnh á, thì giống như nó hạn chế hơn. Với cái thành ra những cái sản phẩm mà của họ sản xuất ra đó thì nó dành riêng cho dân của họ xài thôi, thì giống như nó hiệu quả hơn. Còn với người da, cái da nhiệt đới của mình á thì nó cao hơn rồi, cho nên vô nó cũng có hiệu quả, nhưng mà em bảo đảm là nó không có hết hẳn đâu. Tại vì làn da của những người mà Đại Hàn họ có giống như là trắng hồng. Nó trắng hồng cho nên còn mình thì trắng xanh. Dạ. Xong. Sạm lại. Thành ra cái pigment của mình nó nặng hơn. Khi họ xài, mình xài với nồng độ của mình thì nó không hợp với người mình, mặc dù là Á Đông với nhau. Dạ đúng rồi. Còn có một câu hỏi kế tiếp là cho Đài. Tại vì cái này họ hỏi là họ xài cái kem trị nám của công ty, họ hết một chai rồi nhưng mà họ thấy nó không có hết hẳn, thì Đài có thể cho cái câu trả lời. Giống như em biết á, là khi giống như mình xài một chai á, mà nó cũng tùy theo cái độ nám của từng người nữa. Ví dụ như nếu mà họ bị nám ít á, thì cái nám á, thì khi họ xài á, thì nó sẽ đi nhanh hơn. Còn nếu mà cái họ nám mà nám từ lâu năm, mà ví dụ như từ 5-6 năm trở lên hay nhiều quá đó, thì bắt buộc mình phải take time. Nhiều khi cũng có thể từ 6 tháng trở lên cũng có. Thì cái đó mình nên tiếp tục mình sử dụng, chứ mình đừng có thấy nó không có rồi bắt đầu mình nghĩ là mình nhảy qua cái sản phẩm khác thì nó không có cái hiệu quả nữa. Nhưng mình cứ nhảy hoài á thì nó không có tốt cho cái da của mình, là một. Vì cái thứ hai á là cái nám nó cũng không hết, cho nên mình xài cái nào á mình chỉ xài một cái thôi thì nó hiệu quả hơn cho cái mình da gọi của là mình theo dõi đó. Đúng rồi, nhưng mà khi mình xài kem đó mình phải hỗ trợ với lại kem đó bằng cách là ăn uống điều độ các chất trong khi mình ăn uống, ngủ nghỉ. Dạ đúng. Và xài kem đúng mức. Dạ đúng rồi. Và take time, cũng như là cho công ty MD7 có một cơ hội để chữa cho vết nám của mình. Dạ, thì cái này là Thảo Vân đang làm đó. Yeah. Và chỉ cần giống như là cái cây đó, mỗi ngày mỗi tưới, mỗi ngày mỗi xài thì da của mình mỗi ngày mỗi sáng. Cho dù là mình không có nám đi chăng nữa, mình xài những pigment control nó cũng sáng mặt mình lên. Nó cũng là một điều tốt thôi. Dưỡng cái da của mình nó đẹp hơn. Đúng rồi. Yeah. Thì đó là một cái điển hình là chị Thảo Vân đã xài của công ty MD7 trong vòng 2 tháng rồi ha. Chưa tới 2 tháng. Có 1 tháng mà tháng mấy ngày à. Tháng mấy ngày. Mấy mà da cũng đẹp vậy. Nhưng mà bị có lúc nhớ lúc quên. Cái đó là không được, cái đó là phải xài mỗi ngày. Cái này phải có người nhắc hoặc là có người làm cho mình. Dạ đúng rồi. Thì bây giờ thì Đài có thể cho quý khán giả biết thêm những cái sản phẩm cần thiết sử dụng cho chị nám. Đài có thể liệt ra những cái sản phẩm đó cho họ biết không? Đó là cái Advanced Pigment Gel. Đây là cái sản phẩm chuyên trị về cho nám, đồi mồi, tàn nhang. Thì cái này là mình xài sau cái bột rửa mặt á. Thì đây là cái sản phẩm trị nám sâu dưới cái làn da của mình. Thì những cái serum này á, là nó đi sâu xuống dưới cái làn da, nó đi ngược trở lại lên, nó làm cho mình hết nám từ bên trong. Có nghĩa là sức cái chai này thì nó trị những cái nám ở phía dưới cái làn da. Ở phía dưới làn da. Còn cái mà em đang cầm á, là cái Advanced Control Serum. Thì cái sản phẩm này á, là nó nằm ở bên trên, nó chỉ ở bên trên. Thì nó giúp cho cái da của mình nó sáng hơn, nó đều màu hơn, nó mờ những cái sắc tố đen dưới cái làn da của mình. Đồng thời nếu mà da mình có những cái vết thâm do mụn để lại á, cái chai Advanced Control Serum này á, cũng có thể giúp xóa mờ nó đi. Còn cái cuối cùng á, là cái Face Sunscreen SPF 30. Đây là cái kem chống nắng của MD7. Thì nó chống được tia UVA, UVB, đồng thời nó giúp cho cái da mình sáng hơn vì có chiết xuất từ trà xanh á. Rồi đồng thời nó không có bị cay mắt, nó không có bị cay mắt, với nó không có làm da của mình bị bóng nhờn. Đúng rồi. Đây là những cái sản phẩm
về trị nám của MD7. Cái này thì nó không có hóa chất cho nên làm mắt không có làm mắt mình cay, đúng không? Dạ đúng rồi. Khi mình dùng bột mà rửa mặt của mình đó, cái này là phải có sự chỉ dẫn rõ ràng. Giống như Thảo bên ban về xài đó, mình dùng theo giống như là mới đầu vô da dơ quá, bò một đống lên tay, chà quá trời luôn, mình sẽ thấy nó có hơi nóng nóng trên mặt. Và khi hơi nóng nóng trên mặt đó, mình rửa xong rồi, bắt đầu mình thấy nó khô. Nó khô xong mình bắt đầu mình thấy nó rát. Nhiều người không biết cách xài thì lại bảo là kem này không có tốt, kem này hay là cái bột này không có hay. Nhưng mà nếu hôm qua bên có hỏi kỹ lại thì nói rằng khi xài mà rửa trên mặt không quá 30 second. Không quá 30 giây. Đang nói về cái bột. Cái bột mà rửa mặt đó. Thì cái cách này Thảo Vân muốn nhắc lại để quý khán giả mà đang xài, tại vì Thảo Vân muốn cho chữa trị nám nó được bớt đi, thì mình nghĩ mình càng trà sát bao nhiêu á thì cái độ mà sáng bóng hay là mòn bớt vết nám của mình nó đi thì làm nhiều không có nên. Thì lúc mà hỏi cho kỹ là chị nói là khi mình đánh lên mặt là đừng có quá lâu và đừng có lạm dụng nó quá hoặc là xài nó nhiều quá thì nó trở thành phản ứng ngược lại. Dạ, với nữa nếu mà những khi mà mình xài mình có thắc mắc gì á thì công ty đều có thể gọi lại cho công ty, thì công ty đều sẽ giúp khách hàng giải quyết hết. Dạ. Rồi, cảm ơn chị Thảo Vân và Đài đã cho những cái thông tin về nám của ngày hôm nay. Thì nếu mà trường hợp khách hàng có muốn biết thêm chi tiết về nám hay là muốn mua hàng về nám, xin gọi tới số phone 1855-234-2333. Và khách hàng cứ liên lạc với công ty hay tới những đại lý chính của công ty MD7 sẽ có những cái hướng dẫn tận tình và chính rõ ràng hơn. Cảm ơn. Mời quý vị mua trọn bộ trị nám trắng da với dược liệu thiên nhiên chỉ có 369 đồng, gồm có bột rửa mặt làm sáng da, kem nước trị nám và thẹo do mụn để lại, gel trị nám làm trắng da cho ban đêm, kem dưỡng ẩm ban ngày, tặng thêm cho quý vị nước hoa hồng làm mịn da và một hũ kem chống nắng. Hãy gọi ngay cho MD7 855-234-2333 hoặc mua online md-7.com.